Quá trời cá huy đẹp luôn. Trời ơi, nhìn cái màu kìa, xanh chành đã quá. Quá đẹp. Trời ơi. Rồi, hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh Hưng 5K. Thì hôm nay Hưng tiếp tục đi câu thiên nhiên nha cả nhà. Thì cái hồ này thì Hưng bữa nay đi dạo thì sẵn giao hàng á. Thì bữa nay Hưng kiếm được cái bãi câu ở bên cái này là hồ gần hồ câu Năm Chặn nha. Thì cái bãi này nãy giờ Hưng đi vòng vòng ở trong cái khu dự án Quang á, là vô đây thì kiếm được cái bãi câu rất là ngon nha. Thì mình thấy là tim nó lên rất là nhiều cá phi á, mà không biết ở trong này có những loại cá khác không, nhưng mà thì mình thấy cá phi thì nó ụt rất là nhiều nha. Nên thì vòng vòng á cái bãi câu này thì toàn ao sen thôi, nhưng mà nãy giờ cũng nhiều thấy nhiều cái ao mà người ta cắm bảng ao nuôi á, thì có cái ao này là không có thấy để bảng ao nuôi nha. Thì trong khu dân cư, trong khu dự án á, nên là Hưng sẽ quyết định câu ở đây. Thì ở đây có lẽ có cũng có nhiều anh em vô câu á, nhưng mà cái chỗ này thì chắc ít người biết tới, nên là gác đồ rồi nó không có nhiều. Rồi, để giờ Hưng sẽ quay sơ cái bãi câu cho cả nhà xem nha. Thì nãy giờ Hưng đi vòng vòng ở ngoài đó đó, rồi đi vô nha. Thì chỗ này mình sẽ để xe ở đây luôn. Đây, cái bãi câu của mình đây. Đó, nguyên một cái ao khá là rộng tới trong đó luôn nha. Nhưng mà mình quyết định sẽ đánh ngay đi cái góc này, tại cái góc này thì mình vừa bỏ rộng rồi nó mát hơn, nên là mình sẽ đánh ở đây. Rồi ok, bây giờ để mình sẽ set up đồ rồi mình chỗ mồi rồi tiến hành câu nha. Thì quá trời cái hồ nó đẹp luôn, là nó cũng còn hoang sơ lắm, bên trong nó là rất là ngon nha, có cá ụt nữa. Nhưng mà tại gặm quá nên không dám đi, tại bữa nay đi có một mình nên cũng ngán, nên kiếm chỗ nào trống trống rồi mình ngồi mình câu thôi. Cá chuẩn bị ăn cả nhà. Đó đó đó, ôi ngày đầu tiên nha cả nhà. Đây ngày đầu tiên nha, rồi xuống gặm luôn. Hôm nay thì qua bên bãi mới, hy vọng sẽ có cá nhiều cho cả nhà xem nha. Thì con này cũng khoảng 3 ngón tay nha, chứ để coi chút xíu nữa có con nào to hơn không. Kề nước ở đây rất là cạn nha, chứ không có được sâu, nên là mình đánh, bữa nay mình đánh lửng thử nha. Chắc ở đây mình nghĩ là có lẽ là ít người câu á, nên là cá nó sẽ dạng hơn. Đây là mình sẽ đánh chì gơi luôn nha, mồi gơi luôn, đánh chì lửng kéo sát chân phao cho mồi nó gơi gơi á, cho cá nó dạng hơn. Nước rất là cạn luôn, có chút xíu à. Rồi ok, giờ chờ đợi con cá tiếp theo cả nhà. Thì mình vô đây mình thấy rất là nhiều tim nha, hy vọng là có cá to nữa ngang cả nhà. Nó mới nhúng nhúng vào. Thì cái bãi này bãi lần đầu tiên Hưng bước vô luôn nha. Thì cái bãi này cũng đường đi cũng hơi khó, nãy giờ đi vòng kiếm biết bao lâu mới thấy được cái ao quang này. Mình thấy cái lượng cá ở đây ụt rất là nhiều luôn. Thì mới vừa bỏ xuống đựng con này tầm 3 ngón cũng đỏ nha. Thì để coi từ đây tới chiều coi thử cái lượng cá ở đây nó ổn với lại được cái size nó to không. Nước cạn quá không biết có Hugo hay không. Thường thì nước khoảng 1 mét đến 1 mét rưỡi á, mình câu cái tay nó mới sướng. Còn nước đây chừng 3-4 tấc nước à, nó hơi cạn, nên là việc cá nó không được cảm giác nhiều lắm nha. Hồ cá rất là nhiều luôn kìa, nãy mình xả mồi ngay phao mà nổi lên quá trời.
tín hiệu cá ăn nha cả nhà. Đó, đó, đó. Nó đang vô đè. Nãy giờ là tín hiệu nó nhẹ nhẹ thôi, chứ không có mạnh nha. Ở đây không, mình không biết có lưới hay chích điện nhiều hay không mà cá ở đây đó nó ụt kìa. Nãy giờ là nó ăn là nhẹ nhẹ thôi, gút phao nhẹ 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 thôi, chứ nó không có gút mạnh. Trời mưa cả nhà, mới vừa xuống cần chút xíu mà chuyển mưa. Quá khứ mới ngồi câu có chút xíu, chưa gì chuyển mưa, vừa mát mát, hy vọng là cá nó ăn sẽ ăn nha. Bữa nay mình đi hơi trễ, giờ này cũng 11 giờ. Câu thứ hai cái nhà, cá rô luôn nha. Thì bữa này được con cá rô luôn này, mới vừa giục xuống cái nó đớp mồi luôn. Cá rô ăn cám luôn nha, mới vừa giục xuống nó chụp cục mồi chạy luôn, không kịp bấm luôn. Cá ở đây nó chắc nó có lẽ là hơi nhát nha cả nhà. Mình đang dùng dây 1.5 nha, mà nó cứ đẩy nhẹ, để mình đánh thêm vài cặp nữa, nếu mà nhát quá mình đổi xuống 0.8 thử coi thử cá nó còn nhát không. Ở phía trong cá nó ụt rất là nhiều, ở đây nó nổi dậy luôn. Đây nếu mà nó chịu ăn là giật tét nắp luôn, khá là nhiều cá. Trời mưa cá ăn cả nhà ơi, sảy. Trời mưa cá có tín hiệu nó ăn. Rô phi cả nhà. Trời mưa cá bắt đầu ăn nha. Con này lớn hơn con đầu tiên xíu, cũng ổn nha. Nếu mà cá cỡ này trở lên thì là ngon á. Mưa quá trời các nha. Nãy quá trời nắng đẹp luôn, cái nó chuyển mưa. Hy vọng là mưa nó hết đám này cái nó nắng lên nha. Hên là mưa này nó không có gió cũng đỡ. Phi nha, bây giờ sóc đuôi. Con này 4 ngón cũng được nha. Con thứ tư cũng ổn áp nha cả nhà. Đi câu mà chuồng chuồng nó cứ đậu hoài luôn, không tha cho cây phao. Quá chừng
cá phi nó nổi bự bự không. Ôi, ôi, nguyên một cái ổ rồi. Cá rô phi không nha, khá là to luôn, đen thui luôn. Quả trời cá phi đẹp luôn. Trời ơi, nhìn cái màu kìa, xanh chành đã quá. Quá đẹp. Trời ơi. Trời ơi, to. To. Ăn trùng luôn. Trùng máy đỉnh. Hồi trùng máy đỉnh. Cuối cùng nó cũng chịu ăn. Chịu ăn rồi đó. Vô ổ rồi đó, nãy giờ tim to nhiều lắm. Dạ. Nãy giờ quá trời luôn kìa, nó so nó ngay tim của anh luôn kìa. Giấc trưa nó chậm, giờ chiều chiều lại nó chịu ăn. Chiều nó quýnh nhưng mà đã hiệu quả đó, bởi vì kêu nán nán lại chơi đi. Chơi 5 rưỡi về luôn. Thì bây giờ thì tranh thủ về nha. Thì chút xíu nữa mình sẽ quay thêm mấy cái bãi vòng vòng ở đây cho cả nhà xem. Thì cái chỗ này rất là nhiều ao. Bây giờ mình xả cám thì tranh thủ mình về nó giao đồ nữa. Đó, cuối ngày rồi. Giờ thu dọn đồ. Thì bữa nay thì cá nó nổi nhiều nha. Nhưng mà cá lên được một ít à. Được có mấy con à, được 2 con rô phi, được 3 con rô phi với 2 con cá rô đó. Rồi, trổ ra đây luôn. Anh Phong vô sao mà làm bộn hơn mình đó. Của anh Phong nè, cá của anh Phong bự hơn cá mình luôn. Đó, cá rô. Cá rô trẻ à. Trai rô phi đây cũng được. 5 ngón rồi. Đây, to luôn. 3 ngón, 4 ngón. Đây. Cá rô. Rồi, ok nha cả nhà. Ít quá giờ thả lại luôn nha. Thì nuôi nó luôn. Thả lại đi. Gô ú nu à. Rồi, hết. Nó vậy là cảm giác. Dạ.